dạ, Ờ, à, thì ra chị nói dối vậy hắn ta, thì không ngờ sao chị lại binh giật người lạ nói xấu em trai của mình vậy chứ? vụ tai nạn đó là lỗi của em mà. À, thôi bỏ anh, mình vô trong đi. được rồi. phải làm sao đây? biết làm sao được. à mà. Cô quen tổng giám đốc chuê hả? cả em cô cũng biết anh ta luôn. Gia đình chúng tôi có quen biết. ờ à, ra vậy. Mình vô trong đi. đúng là em tin không nổi luôn á, sao chỉ là đi binh vực người ngoài, người đó đánh em mình. Hừ. Còn nói em có lỗi nữa chứ mụ bị đánh bầm mặt là có lỗi hay sao hả mẹ ăn trái cây không mẹ vậy lát nữa mẹ ăn nha mẹ đang tụng kinh niệm phật trong phòng đó mẹ vẫn còn làm mấy chuyện đó à em thấy mẹ làm thường xuyên đó chứ mình cũng biết là mẹ biết tự chăm sóc cho mình kia mà có đôi lúc em thấy mẹ còn khỏe hơn em nhiều nữa là khi con người già rồi thì mỗi ngày sẽ là một thử thách tôi cũng thấy mình già rồi chắc vậy ông trễ rồi sao su trên vẫn chưa về kìa che dân mời nó đi ăn tối Uhm. vậy nó còn phải làm lau công bao lâu nữa mới chỉ có một ngày thôi mà em chỉ muốn biết kế hoạch của mình thôi mình còn không biết nữa sao tôi muốn dạy cho nó một bài học đó nếu như lau chùi nhà vệ sinh vẫn chưa đủ thì tôi cũng bó tay luôn à, thật là vui quá <laughs> à, để, để tôi cầm chó à, được rồi được rồi đi, à, đi thôi đi thôi tạm biệt tạm biệt tạm biệt cô cũng về đi. Gì nữa? Chị nhìn qua đường đi. Anh chị chân nói là chờ chị về chung. Mau lên đi. Giờ cũng trễ rồi. Cô theo anh ta đi. xin anh làm ơn đừng làm lớn chuyện về việc anh hiên the là tài xế thấy chưa chị ấy là binh giật hắn ta tại sao phải làm vậy chứ anh ấy vừa mới vào làm nếu công ty mà biết thì phiền lắm đó Chứ thì tại sao anh ta không nghĩ việc cho rồi đi hả anh ta làm việc ở nhà kho đôi lúc anh ta sẽ phải chở hàng cho công ty ai biết được nếu lỡ như anh ta Ngủ gật thì sao đây? Anh không cần phải lo đâu. Uhm, nếu việc phụ ảnh hưởng tới việc chính, anh ấy sẽ xin nghỉ việc phụ. Anh! Hắn ta đã sai rồi đúng không? Còn bị bắt gặp nữa. Vậy là theo quy định, hắn sẽ bị đuổi đúng không? Nè! Ê. Em đừng có chen vào. Ôi đau quá! đau quá! Cảm ơn về bữa tối nha anh. Nhớ cố gắng làm việc đó Anh đi đường cẩn thận đó Tạm biệt Tạm biệt Sao em lại trẻ con và thiếu suy nghĩ như vậy hả Em đã làm gì chứ Sao em cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đã qua hoài vậy chứ Ai nói là đã qua đâu Đầu em còn đau dữ lắm á à, Cái thằng này Hơi Ai mà chị à sao chị cứ binh vật hắn vậy chị binh vật ai đâu chị gì chỉ vì chị làm chung với hắn thôi hay sao hay là chị có tình ý với người ta ha hả nếu không thì đừng có như vậy đàn ông là sói đó nhưng họ rất là ngờ nghệch khi con gái tốt với họ họ sẽ ảo tưởng liền hiểu không em lo cho thân mình trước đi Ôi. À... À, nè sau này đừng có gọi anh ấy là đồ khốn nữa có biết hay chưa hả ơ à, trời ơi ừ được khốn được khốn cứ nói với họ rằng em là con gái của chủ tịch đi vậy có làm sao đâu như vậy sẽ làm cho mọi thứ hơi khó xử À, à. có ngon không em xong việc chưa anh sẽ đưa em về hả phải đó cô cứ đi đi không phải chúng ta đang là người lạ sao anh ta biết thì có sao đâu chứ Em không muốn cho đồng nghiệp của em biết Vậy cứ nói gia đình chúng ta quen nhau đi <cười> <cười> Em dạ, rể đây rồi. rồi Đi chợ có vui không Dạ Mà nè Hồi nãy có người tên là Ga Ưng tới đây tìm em đó Ga Ưng sao lúc cô ấy tới có đem quà cho bé hun rồi tặng cả một đổ trái cây cho mẹ nữa giống như là cô ta tới đây để ra mắt nhà chồng tương lai vậy đó ai vậy đó ê à, con thôi đi có thật là hai đứa chỉ là bạn thôi không dạ chỉ là bạn thôi à ồ giờ cũng trễ rồi con đi nghỉ sớm đi còn bé hun để mẹ sẽ ngủ với nó dạ ừ ngủ ngon <cười> <cười> vì vậy sao con không biết giữ mồm giữ miệng dễ trơn vậy con nhỏ này Mẹ cũng muốn biết mà Ôi, Trời ơi cái con này <laughs> Mà chúng ta gặp nhau được không? được chứ mai em sẽ tới chỗ anh làm con bị sao vậy tại nó phải lau dọn suốt ngày mà hỏi sao con bị ừ. nhức mỏi à, tội nghiệp quá nó đâu có quen làm mấy việc này con bị đau nhức tới tận xương tủy luôn nó đau lắm luôn con người làm gần chục năm mà có than thở gì đâu hả? Nó đâu có giống người ta. Su kia à, mua gì bồi bổ cho nó đi chứ, được không con? Nó ăn đổi căng tin là được rồi. Làm riết rồi con cũng sẽ quen thôi. Chừng một tuần thôi là hết rồi. Em trễ à, hôm nay chị sẽ tới chỗ em. Chỗ em làm à? Ừ, Chị có nộp đơn xin vào làm Hôm nay chị tới đó để phỏng vấn À nếu vậy mình cùng đi ăn trưa đi Em sẽ đãi chị Thật vậy sao Ôi <laughs> <Hơi cười> trời Con không cần phải mua đồ ăn cho nó đâu Ăn ở nhà là được rồi Ê, Mẹ có mấy món cứ nấu đi nấu lại hoài Con ăn thấy phát ngán luôn rồi đó à, Ờ, ơi. À mẹ à Hôm nay mẹ sẽ làm ở đài SBC Phải không mẹ Ờ Nhưng mẹ vẫn thấy rất hồi hộp <laughs> Mẹ sẽ ổn thôi mà sao mẹ đối với fan thì y như đức phật còn đối với con thì không không công bằng gì hết mẹ sẽ chết nếu trở thành đức phật đó chúng ta chỉ nên cố sống một cuộc sống giống ngài thôi ha con ghét nhất là khi mẹ có thể trả lời mọi thứ mẹ à mẹ sẽ làm được mà à. ba ngoại ơi cố lên cảm ơn con cố lên cố lên chào buổi sáng anh thấy trong người sao rồi à. Bụng tôi vẫn hơi khó chịu Nhưng mà không sao đâu À cậu Kim Tae. Tổng giám đốc chưa muốn gặp cậu đó Sao vậy Anh ấy muốn nói chuyện Cậu lại ghé đắc rối à <laughs> Phim 88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Anh cần gặp tôi. Lý do tôi cho gọi anh. Chắc anh cũng biết rồi chúng tôi không can thiệp vào việc anh làm sao giờ làm việc nhưng nếu nó ảnh hưởng tới công việc này thì không thể chấp nhận được đâu dạ ý anh là hiện anh đang làm việc ở nhà kho nên anh phải thường xuyên giao hàng nhập hàng và tôi lo là anh sẽ ngủ gật vì mệt khi lái xe nhưng tôi chỉ làm cuối tuần thôi à cuối tuần là thời gian để cho anh nghỉ ngơi mà chúng tôi bỏ tiền ra thuê anh tôi khuyên anh nên nghỉ công việc kia đi việc này không chỉ cho công ty mà còn cho bản thân của anh nữa đó tôi sẽ tự động xin nghỉ nếu như nó ảnh hưởng tới công việc ở đây lúc đó thì trễ rồi ai sẽ là người chịu trách nhiệm nếu như có tai nạn là công ty lúc đó không chỉ công ty mà cả anh cũng coi như xong luôn anh nói sao Tôi phải nghĩ việc Nghĩ việc ở đây sao Là việc kia Vậy sao Tôi đã làm ở đây rồi Nên phải bỏ những việc ảnh hưởng tới nó chứ Anh ta nói vậy phải không Tôi thấy đúng mà Tôi sẽ tập trung làm việc ở đây thôi Vậy anh sẽ ổn chứ <laughs> Tôi không nghèo tới mức như cô nghĩ đâu Xua kia hơn à Chỉ là những lúc tôi còn trẻ trung Tôi muốn kiếm thêm thôi cảm ơn vì đã quan tâm nha. à mày nè. ờ có phải cô được vào làm nhà quen biết không vậy? hả? thì cô thường nói tổng giám đốc chuê có quen biết với nhà cô đó, vậy cô có việc làm là do à, à, làm làm gì có, tôi cũng thi như người ta thôi, tôi bỏ lỡ buổi định hướng là vì tôi đang đi du học. À. <laughs> tại sao lại cười? ờ à, không, tôi mừng vì người đó không phải cô. Anh buồn gì mọi người nghĩ đó là anh sao Cũng không hẳn vậy Sự thật rồi sẽ được phơi bày thôi Mình đi Nếu như Kim Hương The dính vào vụ tai nạn nào đó Thì phải lập tức báo cho tôi biết ngay Có thể cho tôi biết lý do hay không À, tôi rõ rồi Nhưng tôi chắc là có rất nhiều bạn nghe đài đang trông chờ cô ấy và từ bây giờ thì cô Ly Trinh Súc sẽ là khách mời thường xuyên của chương trình chúng ta. Chào cô Trinh Xúc, từ giờ chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên. Dạ, tôi rất là phấn khích. Dân, và chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về hạnh phúc. Chắc như cô cũng biết thì hạnh phúc nghe có vẻ dễ, dễ tìm nhưng thực ra rất là khó. Có rất nhiều thứ đơn giản nhưng khiến chúng ta vui và đồng thời cũng thấy buồn vì nhiều lý do có thể bạn nghĩ chỉ có mình bạn đau khổ sống chật vật và cô đơn tuy nhiên bạn lầm rồi ai cũng có những nỗi lo âu đau khổ của riêng họ điều này có nghĩa là không ai bất hạnh một mình hạnh phúc cũng vậy bởi vì chúng cứ đến tìm rồi lại ra đi bây giờ nếu bạn đang phải trải qua khoảnh khắc khó khăn nhất à đừng sợ hãi và nghĩ rằng hạnh phúc và khoảnh khắc tốt đẹp đang tìm tới với bạn. Thật ra vài năm trước tôi đã mất đi đứa con gái chỉ có người tình trải mới hiểu cảm giác của tôi khi đó tôi nghĩ cuộc sống đã kết thúc cùng với sự ra đi của nó nhưng tôi đã vượt qua và hạnh lại quay trở về với tôi chị ta nói hay thật đó thì phải rồi chị ta hay nói về chuyện gia đình giờ cũng khá nổi tiếng rồi bây giờ người ta rất thích cách nói chuyện cởi mở đó nhưng theo mẹ thấy thì việc kể chuyện gia đình của mình cho người khác nghe có gì hay chứ vậy cho nên mới nổi tiếng kể cả việc lợi dụng người thân đã mất sao Mẹ nghĩ theo hướng đó hay sao? Đã tới in chưa về? Dạ cũng gần sắp tới rồi. Mẹ chỉ tới dự triển lãm thôi hả? Chưa biết nữa. Lần đầu tiên anh mới hẹn gặp em, có chuyện gì vậy? Nghe nói em tới nhà anh hả? Ừ, bé Hun không có ở nhà. Rên à, em đừng tới nhà anh nữa. Sao? Làm vậy họ sẽ dị nghị đó. Dị nghĩ cái gì chứ Em đã tới đó mấy lần rồi mà Gần à Với anh em chỉ là bạn thân thôi Một người bạn biết rõ mọi thứ về anh Anh không muốn khiến em khó xử Anh cũng Không muốn bị mọi người bàn tán đi Anh gọi em ra đây Là để nói vậy thôi sao Xin lỗi chị đã khiến em hiểu lầm Ây cha Ngọn gió nào đưa em tới đây vậy ha Bộ anh nói sai gì hả? Không có gì đâu, vào trong thôi. Chị nghe đi. Chị tới chưa? Rồi, chị mới phỏng vấn xong. Vậy chị, chị tới sẵn đi. Ừ, chị biết rồi. <laughs> cậu hả à, tên dê sầm ở sân bay đi hả ờ sao cô lại ở đây vậy còn cậu thì sao à thì ra là lao công hả ờ, tôi làm lao công gì bị phạt còn cô sao lại ở đây tất nhiên là vì công việc rồi ráng làm đi hử đừng có lãng phí năng lượng vào những việc khác. Hãy tập trung lau dọn cho sạch sẽ, để giữ cho chỗ này được sạch sẽ cũng đáng. Rất đáng đó, tôi đi nha. Nè bà thím kia. Nè, bộ trong tôi già như vậy hay sao hả? Thật là, có tin là tôi đánh cậu hay không? Trời ơi, vừa già mà dữ như chằn. Ai mà thèm với cô, nghĩ sao vậy? chị chờ có lâu không à, <laughs> chị vừa mới tới thôi chị muốn ăn gì uhm, để coi ăn cái gì đó vừa cay vừa ngọt đi vừa cay vừa ngọt à mực non cay được không à. Nghe được đó <laughs> Mình đi thôi Đi Ừ oh. mm. mm. Chỗ này bán mực non cay ngon thật đó <laughs> Thật sao chị mm. chị cứ tự nhiên nha <cười> <cười> Ngon thì có ngon thiệt Nhưng mà mùi này sẽ bám lên áo đó <laughs> À mà ừ? Bữa phỏng vấn sao rồi chị ừ. Chị đã được nhận vào làm rồi Vậy thì tốt quá <laughs> Chị nhớ phải giới thiệu tốt đó nha Ôi trời Không cần em phải lo đâu <laughs> Còn em thì sao Công việc thế nào rồi à, Em thì Những con là lính mới Làm việc chẳng mất nhiều lỗi <laughs> Thất bại là mẹ thành công mà Dạ Mà nè <laughs> có chuyện này chị muốn nói với em lâu lắm rồi chị không biết là mẹ đang nghĩ sao về chuyện này nhưng chị thấy là em nên đi tìm bạn gái đi em coi đây đâu phải là thời chô xuân Hử? mẹ có cuộc sống riêng của mình em cũng phải như vậy chứ em định để bé hôn lớn lên mà không có mẹ hay sao em vẫn chưa nghĩ tới thì chị cứ nói trước như vậy đó mà em đừng có lo cho nhà chị nữa mà lo đi tìm bạn gái đi cảm ơn chị nhưng mà em hạnh phúc với hiện tại rồi ôi trời ơi cứ chờ tới lúc em gặp người đó đi em sẽ thấy thôi <laughs> thử cái này đi dạ ừ. ngon không chị ừ, ngon lắm em tìm anh có việc gì vậy lại về chuyện anh Hiên anh the sao anh lại kêu anh ấy nghỉ làm thêm vậy anh ấy cũng đâu có muốn làm thêm trong khi việc ở đây rất là nhiều chắc phải có lý do gì đó chứ nhưng nó có thể gây ảnh hưởng đó nhưng đã xảy ra chuyện gì đâu em tìm anh chỉ vì việc đó thôi sao anh ta anh ta nhờ em hỏi anh hả đâu có anh ấy chỉ nói là sẽ nghỉ việc thôi mà vậy sao em lại quan tâm dữ vậy hả bộ anh ta quan trọng với em tới mức đó hay sao chứ em nói đi không có em chỉ là em chúng ta không thể nói chuyện về chúng ta được hay sao? Vậy sau đó, thằng Hiêu Anh The dẫn em đi uống rượu để giải khuây có đúng vậy không? <laughs> Cũng coi như em có một đứa thay bồ be rồi đúng chứ? À, có lẽ nếu em không biết thì sẽ tốt hơn. Nếu như em biết được thì sẽ chỉ nhớ nó nhiều hơn và muốn giữ nó ở bên cạnh mình thôi. Con người mà ai không như vậy. Lúc 6 tuổi, dáng vẻ nó nhìn ra sao, em vẫn nhớ rất rõ. Sao lại là lúc 6 tuổi? Em đã thử tìm nó rồi hả? Tại việc nuôi nấng dân xem với dân che làm em thấy nhớ nó. Em có ghé nhà người quen bên chồng, hỏi thăm coi giờ họ sống ở đâu. Và lúc đó em đã nhìn thấy nó. Em thấy bồ bè gọi người phụ nữ xa lạ bằng mẹ rất triều mến. Làm sao em có thể xuất hiện khi nó nghĩ người đàn bà đó là mẹ của nó chứ? Thì ra là vậy, chị không biết chuyện đó. Rồi sao? Em có gặp lại nó hay không? Em có tới đó một lần nữa, nhưng người sống ở đó đã dọn đi nước ngoài rồi. Em không còn gặp họ nữa. Mà em nói là ba của bồ bè vẫn ổn có phải vậy không em? <laughs> mẹ anh ấy nói đúng công việc của anh ấy được trở nên thăng tiến sau khi em ra đi cái gì chứ đừng nói vậy em cũng biết sau khi em ra đi thì họ đã giàu có tới mức nào trời ơi phải có tiền thì mới đi gặp chin chu được chứ làm sao làm sao bây giờ đây ta tại sao vậy tôi đã nói là không cho ai vào nhà mà dạ tôi biết chuyện đó nhưng ông ấy cứ la hét ở ngoài cửa cả bảo vệ cũng tới kiểm tra thật không thể tin nổi mau đứng dậy đi có nghe tôi nói gì không hả ờ à, ờ à. à, trời ơi bà về rồi đó hả ừ à. đi đi ông không có quyền bước chân vào nhà này nữa đi mau giùm tôi đi ờ à, nhưng mà tôi đang cần tiền cái gì tôi cần tiền bà cho tôi ít tiền đi rồi tôi không tới đây nữa được không ông có lộn không tại sao tôi phải đưa tiền cho ông chứ à, <laughs> thì tại vì tôi là chồng bà à. mau đi ra ngoài đi nếu vậy thì tôi sẽ đi gặp anh Bắc Tôi sẽ đi mượn tiền bên xui gia giàu có Cái gì? Ông đang dọa tôi đó hả? Thì bà đưa tiền cho tôi đi bà à, Lạnh không con? Ôi trời, ôi trời ơi Ôi trời, bác đứng đây chờ con nấy giờ rồi đó Chờ con hả? Ờ, à, bác vừa từ chỗ viện dưỡng lão về Và tìm được một cô rất hợp với con rể của con đó À, cô ta chưa kết hôn lần nào tuổi đời cũng không còn trẻ nhưng lại là giáo viên bác chắc rằng nó sẽ yêu thương thằng nhỏ à, à, có nhiều người khác cũng đang dòm ngó nhưng mà bác đã nhanh tay lấy được hình đảm bảo con sẽ thích à, à, con nhìn thử mặt nó đi rất đẹp có phải không à, con cảm ơn bác nhưng con đâu có nhờ bác làm như vậy đâu sao bác cứ đem hình tới rồi bắt con rể của con đi coi mắt hoài vậy bác con thấy ngại lắm đó tại bác thấy tội nghiệp cho chàng trai trẻ phải sống một mình sao bác lại nói như vậy chứ nó có con trai có mẹ vợ có chị vợ nữa bác đừng lo chuyện của nhà con nữa hãy lo cho con của bác đi hôm trước con có bắt gặp con trai của bác lúc đó con trai bác dẫn vợ mình ăn tiệc nướng ở nhà hàng đó bác biết không con nói thật chứ tất nhiên rồi chứ con nói xạo bác đi làm cái gì chứ ờ hai đứa nó <laughs> mình vô thôi ôi trời ơi trời để cho bà. ba sẽ lấy vợ sao ôi đâu có nè con có muốn như vậy không dạ không nhưng mà con muốn có một người mẹ hà bạn con ai cũng có nhưng con lại không có mẹ bạn in chi á thì không sống cùng mẹ nhưng bạn ấy vẫn có thể gặp mặt mẹ của mình vậy con có nhớ mẹ không dạ có cô ăn trưa có ngon không có hồi nãy tôi thấy anh đi với cô nào đó ở sảnh à cô thấy đẹp chứ ồ bạn gái của anh hả <laughs> phải tôi thấy anh thích cô ấy tới mức cười suốt ngày như tên ngốc luôn đó thật vậy sao làm gì có bộ cô không có bạn trai sao tất nhiên là có sao lại không Ừ, là ai vậy? À, có phải anh chú không? Sao anh lại nghĩ là anh ấy vậy? Tại tôi thấy cách mà anh ấy nhìn cô có vẻ rất khác. Khác thế nào? Biết nói sao ta, kiểu như nhìn người yêu của mình vậy đó. Tôi cảm thấy như vậy. Vậy đó cũng là cách mà anh nhìn người yêu hay sao? Đâu có, tôi đâu có nhìn như vậy. Mà bạn gái <laughs> Trong bọn họ còn chẳng đẹp đôi nữa là Mà mình bị sao vậy chứ Tại sao mình lại quan tâm tới bạn gái của người ta hả ờ chị về rồi à ôi trời em cũng mới về đó sao à, dạ đúng vậy ờ <laughs> mẹ con có... à, đừng 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 mẹ đang ngủ ngủ rồi sao chắc giờ uống rượu đó sao lại uống giờ này chứ thiệt tình ừ, 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 trời ơi, trời ơi, buông bu tôi ra. anh thì thế tôi có làm gì đâu. nè, trò vờ trộm sờ mó hả? tôi đâu có đâu. nè, anh gì mới sợ bóng tôi đó? trời ơi, à, dạ, trời anh ra chợ thấy nè, nè. Vậy? La, la, trời ơi. Làm cái gì vậy? anh là cái gì? là cái gì của cô ta vậy anh ấy à? là chồng của tôi đó cô biết hắn dở trò như vậy tại sao cô không cho hắn một trận luôn đi anh nói nghe thì dễ lắm lúc đầu tôi cảm thấy rất là sợ hãi vừa định la lên thì anh đã tới dặn tay hắn luôn rồi nhưng mà cô dễ dàng gọi người khác là chồng vậy sao tại tại đó là tình huống khẩn cấp hôm nay đúng là một ngày tồi tệ mà sao 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 hồi nãy có một tên dây sờm sờ mông của chị trời vậy mà chị để yên được hả chị để giao hắn tay cho cảnh sát rồi cũng dữ dàng là ha. anh kim ồ ờ, đúng vậy Chị của em sao vậy? Hồi nãy con thằng dây sợm sợ mong chỉ á. Sao? Chắc em sốc lắm. Có sao không? Ừ. Cũng may là lúc đó anh Hiên Thê đã bắt được hắn và giao lại cho cảnh sát rồi. Kim Hiên thế Là hắn sao? Nếu không có anh ấy thì... <laughs> em không muốn nghĩ tới nữa. <laughs> anh đã nói là để anh chở em đi rồi mà. Không cần đâu. Chưa cả nhà chúng ta đâu có chung đường đi. Thì anh sẽ đi sớm là được. Không cần đâu. Giờ em phải họp rồi. Gặp lại anh sau nha. Cửa hàng thứ tư cho khách VIP. Như kinh doanh mỹ phẩm bên Trung Quốc đang rất thuận lợi. Nhưng mà nhạy cảm với kinh tế thay đổi Giờ có rất nhiều đối thủ Cho nên rủi ro cũng rất lớn Vậy thì Chúng ta sẽ chỉ nhắm vào tầng lớp giàu có hay là thượng lưu thôi Nên kinh tế ít ảnh hưởng tới họ nhất Đây là ý tưởng của mẹ anh hay sao chứ Tôi chỉ tán thành với việc phải kiếm thật nhiều lợi nhuận thôi. Nhưng quần áo mới là chính. Giờ dòng đồ chơi gold mới đang ra. Cần nhiều kinh phí Vậy thì chúng ta sẽ bàn việc này sau khi tung ra sản phẩm mới đi Dạ ừ. À mà, à, thưa chú Bắc Sao? À, chú có thể đưa đón suki bằng xe riêng được không? Sao con lại hỏi vậy? Chúng ta nên tập trung vào sản phẩm mới trước Chuyện kia để tính sau đi Chúng ta làm dự án đó Không phải vì quan hệ của cá nhân tôi Trong kinh doanh thì mẹ tôi cũng chỉ là đối tác thôi phải đó. Mau chuẩn bị kinh phí cho dự án VVIP. Tôi là người đứng đầu, cứ làm theo tôi là được rồi. không tự vệ à đúng vậy cô phải học cách tự bảo vệ bản thân mình đi lỡ cô bị tấn công thì sao đi hả phải tự bảo vệ mình chứ vậy thì tôi phải làm sao nè tưởng tượng có người đứng sau cô hả nắm lấy cô như vậy thì cô cứ dặn tay hắn theo chiều ngược kim đồng hồ ừ. sau đó dùng cùi chỏ thúc vào ngực của hắn hay bụng của hắn cũng được ừ sao rồi tôi sẽ quy hiếp cô nha thử tập coi ừ. bắt được rồi dặn tay đi ừ ngược chiều kim đồng hồ à? vậy có đúng không